thân mến, cùng với nhu cầu sở hữu xe hơi ngày một gia tăng, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản, là vật thể hiện cá tính riêng của chủ sở hữu. Bắt kịp xu hướng và nhu cầu của các chủ sở hữu xe hơi tại thị trường Bình Dương và các vùng lân cận, Trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp Quốc Long với sứ mệnh đem đến địa chỉ uy tín dành cho các khách hàng mong muốn làm đẹp cho chiếc xe yêu của mình một cách chuyên nghiệp nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, lành nghề, một số dịch vụ điển hình tại Trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp Quốc Long chúng tôi đang tiến hành phải kể đến như dịch vụ rửa xe theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ vệ sinh nội thất và tẩy sạch chất bẩn ngoài thất xe, dịch vụ phủ gầm, cách âm, chống ồn bằng vật liệu hàng đầu của Mỹ, dịch vụ vệ sinh khoang máy, dịch vụ đánh bóng và phủ ceramic giúp làm đẹp và bảo vệ bề mặt sơn tránh chảy xước, dịch vụ dán phim cách nhiệt với khả năng chống tia UV lên tới 100%, dịch vụ tăng sáng, độ đèn cho xe ô tô. Đặc biệt, tại Trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp Quốc Long, quý khách hàng có thể lên đời âm thanh để cảm nhận như thể đang có DJ chơi nhạc riêng trên xe yêu của mình. Với phương châm hoạt động ân cần, chuyên nghiệp, Trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp Quốc Long cam kết tất cả các dịch vụ triển khai đều có bảo hành dịch vụ và cam kết chất lượng dịch vụ hàng đầu tới quý khách hàng. Hãy đến Trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp Quốc Long ngay hôm nay theo địa chỉ Tổ 2, khu phố 4, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương để được tư vấn chu đáo tận tình. Trân trọng kính mời hotline 0908 313 929 0933 185 139.